Kênh của mình tên là Chú Đồ Bạc, biệt danh của mình là Chú Đồ Bạc. Chú Đồ Bạc xin chào các bạn. Nghệ cũ Chú Đồ Bạc xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip, luôn luôn quan tâm Chú Đồ Bạc. Thì nói thật nãy giờ là cái quay clip ngày hôm nay là gì, nãy giờ livestream 2 tiếng đồng hồ xong quay mấy clip để dành từ từ phát lên. Nói chung là do là rất là bận rộn, Chú Đồ Bạc cũng vậy. Dạo này công việc rất là bận rộn, Countermen cũng vậy. Ngoài công việc làm bên mình còn có rất là nhiều công việc, rồi có bán shop cá rồng nữa các bạn. Cá rồng gì quảng cáo trước rồi? Shop cá rồng Đắc Thủ ở 36 Lý Thường Kiệt, Thủ Dầu Một, Bình Dương nha mấy bạn. Đó, shop đó không hoàn toàn liên quan tới Chú Đồ Bạc hết, toàn là của cameraman các bạn. Yêu mến Chú Đồ Bạc, yêu mến kênh cá rồng của Chú Đồ Bạc thì hãy ủng hộ cá rồng Đắc Thủ nha các bạn nha, để cá rồng Đắc Thủ hứng có động lực, có động lực quay clip đi chỉnh đẹp. Có lúa về đúng không? Lúa về. Thì các bạn mình quay mình không biết khi nào phát và không biết là trên kênh nào, mà tại mình có hai kênh tồn tại song song các bạn nha. Thì có rất là nhiều tài đề tài, đến đề tài nhỏ. Chú Đồ Bạc thì không phải là chuyên môn, mình cũng nói rồi, mình buôn bán chuyện khác, không phải là môn chuyên nghệ này. Thì Chú Đồ Bạc làm những cái đề tài nhỏ nhặt để cho anh em mới chơi biết được. À, giờ này tối rất là nhiều các bạn, giờ này livestream xong gần 10 giờ và giờ này ngồi làm clip nữa các bạn. Phát xin có thấy cái áo này biết bữa đang mọi người không khí buổi tối mình đang làm, mình livestream. Thì cái đề tài này mình đã tính làm rất là nhiều, và trong buổi livestream cũng có những bạn hỏi là khi cúp điện phải xử lý như sao. Tại sao miền Trung dạo này bị lũ lụt cũng cúp điện nè các bạn, mất điện mất nước, mất điện mất nước các bạn ha. Thì khi mình nuôi cá thật tình, khi mà bị mất điện, mình đang mượn con em này là em xì bao của mình đang đánh đèn trắng 3 cây nè các bạn, 3 cây double win cameraman đẩy lên giùm, 3 cây double win đèn trắng 36W mình đang đánh như vậy đó. Thì đang đánh như vậy em, thì do là đơn sử dụng đèn trắng, bữa sau mình sẽ làm một clip đèn trắng như thế nào sao, đèn led nó, đèn led đỏ nó lên cái màu sao nó cực kỳ khác. Tại các bạn thấy đèn trắng nó như vậy, phông trắng cho nên con cá mình nó thấy nhợt nhạt, nhưng thực chất đang là nhỏ con mà là có vỏ đó các bạn ha. Thì giới thiệu sơ cá ở đây mình cũng đang nuôi chung với em cá sam, cách nuôi mình là thay nước mỗi ngày. Đề tài này mình không thấy nói về thay nước cách nuôi bình thường, nhưng mà mình đang nói tình huống cúp điện vì xảy là phải xử lý ra sao. Các bạn nuôi cá rồng, có nhiều bạn á, ưa bỏ qua cái khâu này mà tới hồi cúp điện là lo. Cúp điện là bất cứ thành thị nông thôn ở chỗ nào nó cũng có sự cúp điện. Cúp điện theo định kỳ của nhà nước, sửa nhà điện lực nó sửa này nọ, có khi nó cúp từ sáng tới chiều, hoặc là có khi tới khuya nó chưa xong, nó thử tới khuya cũng có luôn. Và cúp đột xuất, và ở miền quê ưa bị cúp điện, và đặc biệt là miền Trung ưa bị là bão bùng nước lũ lụt lên sẽ bị cúp điện, do để cho nó an toàn. Để xử lý như vậy cho nên là Chú Bạc luôn nói các bạn là nuôi, các bạn thấy những cái hồ cá Chú Bạc luôn luôn có hồ có dây hơi nè các bạn. Tình huống thứ nhất mình phải làm gì là trong hồ cá luôn luôn có một cái dây hơi, cho dù hồ cá các bạn thế nào đi nữa, lọc, tại vì lọc dưới cái lọc công nghệ đó thì nằm ở dưới nó không có oxy, nhưng mà nghĩa là khi nó chạy nó không có oxy mình phải bổ sung vô thêm, nhưng mà cái là cái lọc tràn trên thì nó luôn luôn đánh, các bạn thấy nó sẽ đánh ra oxy như vậy. Nhưng mà tại sao mình phải sử dụng cái này để làm gì, phải sử dụng cái cục hơi này để làm gì các bạn? Đó, thứ nhất, cho dù có hơi cỡ nào đi nữa, oxy cỡ nào đi nữa, mình đang nói trạng thái bình thường, có thêm oxy này cái hồ cá nó sẽ lưng hồi. Nghĩa là các bạn, mà các bạn nên nhớ để cục oxy lúc nào mình cũng để cùng chiều với bên đường nước đẩy về đây, để nó đẩy hơi thì đẩy hơi nước về đây, cái hồ cá mình nó sẽ sạch. Các bạn thấy cái hồ cá mình nó trong không? Đó, các bạn thấy hồ cá mình nó trong, cho nên để là để mình ở bên đây nè các bạn ha. Ống ở trên nào cũng được, nhưng mà rồi cái cục oxy này các bạn mua cái loại là gì, có tích điện, có tích điện. Ngờ cameraman quay dùm trên đây nhìn thấy không, trên đây là cái loại này nó có hai ống, mình đang sử dụng chung cho hai hồ, thấy không? Cái loại hiệu này Sebo không ta? Sebo gì đó. À, có rất là nhiều hãng các bạn mua nào, nhưng mà cái loại phải tích điện. Khi mà cúp điện nó sẽ mở liên tục hơi, nó sẽ mở cho được 8 tiếng. À, còn nếu các bạn nó có một nút chỉnh mở 1 phút tắt 1 phút thì nó sẽ kéo dài được 16 tiếng đồng hồ. Thì 16 tiếng đồng hồ cái hồ nước của các bạn mới có hơi oxy thoải mái. Mà nên nhớ hồi nãy mình cũng nói là gì, khi các bạn nuôi cho dù ra không cúp điện mà hồ cá bạn nhiều, cho nên có hơi để con cá nó khỏe, con cá nó tốt, nó không bị nở nhiều, là nó bị hở mang, nó kênh mang các bạn. Kênh cái mang là do thiếu oxy, nước không tốt này nọ ha. Mà cái đó mình nói sao, mình chủ yếu mình nói vấn đề là oxy. Thì các bạn thường tình huống thứ nhất là các bạn nên sử dụng cái cục oxy này và cái máy oxy các bạn ha. Và loại nhớ là cái loại máy là phải máy tích điện, chứ các bạn mà không sử dụng loại máy tích điện cũng không như không.
và nó có một cái loại cái máy chạy oxy chỉ chạy pin thôi, cái là tình huống bất khả kháng khi đó con cá mình bị bệnh hay gì đó mình chạy vậy. Nhưng mà các bạn khi mà vô tình huống đi kiếm là không được, cho nên là sử dụng cái máy này tích điện sử dụng 8 tiếng. Các bạn nuôi cá là phải đầu tư cái này, tối thiểu một cái máy của mình nó có 200 mấy ngàn, có loại 100 mấy nữa các bạn. Nói chung là có bình trong chổng, xài khoảng chừng thời gian hư hay bỏ chấp nhận là phải chịu thôi các bạn. Rồi cái tình huống đang nói là có oxy, mà cái tình huống khi mà đột xuất bị cúp điện, hoặc là các bạn không có, hoặc là cúp điện dài hạn, hoặc là do chiến tranh thì cũng có rồi, lũ lụt hay gì đó cái chuyện đó, hoặc là nó cúp điện bất khả kháng, hoặc là cúp điện mà thông báo trước. À, nếu mà cúp điện không báo trước thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần xử lý lần sau. Khi biết, khi mà cúp điện, bạn biết cúp điện thì bạn không nên cho cá ăn ngày hôm trước, hoặc lúc đó bạn cho nhịn đi. Để làm gì? Con cá nó sẽ hạn chế nó ị ra những cái chất thì sẽ dơ cái học, nghĩa là trong nước nó sẽ dơ, thì nước nó mà càng dơ thì oxy sẽ càng mất khi cúp điện. Nếu mà con cá nó chịu đựng thì khoảng 1 ngày 2 ngày không nhầm nhò các bạn, chứ đừng cá quá nhiều. Mà cá các bạn nuôi một hồ cá như cái hồ cá chú Đồ Bạc bên đây, mà nếu mà cúp điện tại nó quá nhiều nó lấy oxy là sẽ bị thiếu liền trong 1 ngày. Nhưng mà mình gì, mình xem thái độ của cá các bạn, mình tính tiếp tục đó. Cái này mình nói chỉ cái mẹo của kinh nghiệm của mình, không cho cá ăn ha các bạn ha. Trước hết là không cho cá ăn những lúc mà biết được cúp điện, biết được cúp điện không cho cá ăn, thay nước trước để cho nước nó sạch, oxy nó tốt ha các bạn ha. Đó, oxy nó tốt xong oxy nó chạy, nếu đang nó chạy vậy thì cứ bình thường. Còn nếu mà nó đã lố nữa thì sao các bạn? Tìm cách thay nước 30% hoặc là 20%, hoặc là thay ít thôi, giống như mỗi ngày. Nếu mà cúp kéo dài hạn thì mỗi ngày mình thấy con cá nó mệt mình thay 10%, tại lúc đó do cái hồ nó không lọc, mà các bạn không có mới bơm nó dậy lọc mà nước vô nhiều quá nó không tốt, thay 10% hoặc là 5% để gì nước mới nó vô, là nước trong nước luôn luôn có oxy, nó sẽ thay, nó làm cho trong giọng cái hồ cá mình nó sẽ có oxy các bạn ha. Và ở trên đây khi mà bị cúp điện thì các bạn mất điện, các bạn ở ngoài ánh sáng phải làm sao cho cái hồ, và thậm chí hồ tối cũng phải chấp nhận thôi, và để cho nó thoáng hơi ra, để cho những đừng che chắn này các bạn ha, đừng che chắn. Nhưng mà lưới là bắt buộc phải có nha các bạn, lưới bắt buộc phải có, trong hồ bơm cúp điện là phải chịu thôi các bạn, nó tối nó xuống màu phải chịu. Và một tình huống nữa, nếu mà đã vậy nào mà thấy con cá nó mệt, dân gian mình có cái cách rất là hay các bạn, các bạn chịu khó phát nước thường xuyên, mình làm nước nó động lên thì đó, khi đó nó sẽ oxy nó sẽ theo xuống nước, cứ lâu lâu mình làm phát nước lên như vậy thì oxy nó sẽ tự động. Tại các bạn thấy cái máy tại sao mà cái lọc tràn trên nó xuống để cho cái hồ mình nó có oxy là gì, do nó lắc nó đẩy như vậy nó sẽ có oxy. Cho nên các bạn tìm cách nào làm cho con cá mình không nhát mà nước vẫn rung động thì sẽ có oxy vô cung cấp cho con cá. Cách đó rất là hay, dân gian mình sử dụng mà rất là hữu dụng trong công chuyện này đó. Tóm lại những cái mình nói, mình đã nói rồi, mình không lặp lại, nó sẽ dài dòng. Cho nên hơi ấm mới những rất làm thiết các bạn ha. Đó, camera cá đồng bắt thủ học bài học này chưa, kinh nghiệm không? Bài học này bị lần rồi mà hơn sao là cúp có liền nên là nhưng mà cũng lúc đó cũng mới nên là sợ, lấy tay cũng vẫn quẩy nước cho nó an toàn đó các bạn, quẩy nước cho nó an toàn. Cá nhát còn vậy, còn cúp điện mắc đèn, mắc có cá xuống màu phải chịu. Ưu tiên là con cá mình nó tồn tại, tại vì á cúp điện là bất khả kháng, không ai, nhưng mà nó có là nó có nha các bạn. Đó, cách của chú Đồ Bạc cúp điện như vậy. Clip này đang trend tại bữa giờ miền Trung, miền Bắc, nếu không phải miền Bắc miền Trung đang bị mất điện do bị lũ lụt, và bữa trước là do bão lớn các bạn ha, nhớ đổ vô. Cho nên xử lý tình huống đó, nước dưới quan trọng nữa là gì, các bạn mỗi ngày thường xuyên thay nước để cho nước nó tốt, để khi mà có tình huống xảy ra thì con cá mình nó vẫn khỏe thì không sao các bạn ha. Không bỏ quá chất gì hết, cách chú Đồ Bạc là nô không bỏ quá chất. Ok, cá rồng nghệ cũ chú Đồ Bạc xin chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip, mặc dù rất là mệt, nói rất là nhiều nhưng mà đam mê, không có tiền đây, toàn là được nhận tài trợ, ta thù lao cho mình. Nhưng mà cảm ơn lại mấy kênh không à, cảm ơn lại cá rồng đất thủ nè, cảm ơn cá rồng Sài Gòn là luôn luôn tài trợ nè. Ok, cá rồng đất thủ có quảng cáo gì không? Ok, thôi tới đây clip cũng dài rồi, mình cũng đuối. Cá rồng đất thủ xin chào bạn, bạn nào quan tâm thì cứ lên Facebook, YouTube, TikTok mình đều hiện diện đó hết. Cá rồng đất thủ là có thông tin đầy đủ okay. Rảnh hết các bạn ha, cảm ơn cá rồng đất thủ. Nhớ là những tất cả những nền tảng bấm chú Đồ Bạc cá rồng là sẽ ra hết, các bạn lên đề xuất bảo đảm luôn. Tại chú Đồ Bạc không buôn bán mà được các bạn yêu thích nhiều cho nên luôn luôn được đề xuất trên đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip, hẹn gặp lại trong clip sau. Xin chào.